chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay mùng 4 tháng 8 là ngày thứ 3 liên tiếp của đợt mưa lớn trên diện rộng ở tại Bắc Bộ. Nhưng khác với 2 ngày đầu, từ đêm qua đến trưa chiều nay, một số điểm mưa lớn lại tập trung ở tại khu vực phía Đông Bắc, như là ở tại Ngân Sơn của Bắc Cạn lượng mưa là 33mm, ở tại Trùng Khánh của Cao Bằng lượng mưa 103mm và ở Thất Khê của Lạng Sơn lượng mưa là 59mm. Riêng ở tại Hà Nội, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, từ hơn 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều, một số nơi đã có lượng mưa lên tới hơn 100mm, như ở tại Vân Hồ là 120mm, ở tại khu vực Bắc Thăng Long là 121,4mm. Chính vì thế mà nhiều tuyến phố ở tại Hà Nội bị ngập nặng, như là ở tại phố Phạm Ngọc Thạch có nơi ngập sâu đến hơn 50cm, khiến giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Ở khu vực vùng núi phía Bắc và các tỉnh Tây Bắc, mặc dù lượng mưa giảm đi song vẫn duy trì trong ngày, nên công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ ở Sơn La hay là ở Yên Bái còn nhiều khó khăn. Các công tác khắc phục sau mưa lũ tại các địa phương này cũng gặp nhiều trở ngại. Trong đêm nay và ngày mai thì vùng xoáy thấp nằm ngay ở trên khu vực phía Đông Bắc, phát triển từ mặt đất cho đến các mực khí quyển trên cao sẽ có quá trình bị đẩy dịch dần về phía Tây. Vì thế mà toàn bộ Bắc Bộ sẽ có mưa và thậm chí có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phân bố như sau: ở các tỉnh như là ở Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng có lượng mưa sẽ là từ 40 cho đến 70mm và các nơi khác ở tại khu vực Bắc Bộ lượng mưa sẽ là 20 đến 30mm. Do mưa đã kéo dài nhiều ngày và đất đã ngậm no nước, độ kết dính kém nên dù cường độ mưa không còn mạnh mẽ như thời đoạn trước nhưng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất vẫn là rất cao, nhất là trên các sông suối nhỏ ở các huyện miền núi. Về tình hình nhiệt độ thì do mưa kéo dài cả ngày nên nền nhiệt độ ngày mai ở Bắc Bộ sẽ không cao, nền nhiệt độ chung phổ biến là từ 28 cho đến 31 độ, một số tỉnh ở khu vực Tây Bắc còn ở dưới mức 28 độ. Dãy áp thấp ở khu vực Bắc Bộ chỉ phần nào khiến nhiệt độ ở Trung Bộ giảm nhẹ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khi trời nhiều mây và có mưa rào rải rác nên nhiệt độ chỉ thấp dưới 33 độ. Còn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ thì vùng nóng sẽ thu hẹp lại và chỉ còn xảy ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Quảng Ngãi, với cường độ cũng không còn mạnh mẽ. Nhiệt độ là từ 35 cho đến 36 độ. Còn các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ. Nằm xa hơn về phía Nam, với hoạt động của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng mạnh dần về cường độ. Vì thế mà mưa dông ở trên khu vực Tây Nguyên và ở tại khu vực Nam Bộ được nhận định sẽ gia tăng nhiều hơn cả về diện và lượng, và không loại trừ có những điểm mưa vừa đến mưa to. Do mưa đến sớm nên nền nhiệt độ trong ngày mai ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực khác thuộc Nam Bộ không cao, phổ biến ở mức 29 cho đến 32 độ. Trong khi đó thì vùng cao nguyên nhiệt độ cũng là từ 27 cho đến 30 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai, ngoại trừ khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau là có gió mạnh cấp 5, có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Còn lại các vùng biển khác thì gió chỉ hoạt động với cường độ trung bình yếu, nên sóng biển không cao và biển không hề động. Tuy nhiên, đáng lưu ý đó là phần phía Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông trong đêm nay và sáng ngày mai. Như vậy, trong đêm nay và ngày mai, tình hình thời tiết đáng chú ý vẫn là mưa lũ ở các tỉnh thành miền Bắc. Người dân cần chú ý để giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra. Và đến đây thì bản tin thời tiết tổng hợp ngày 4 tháng 8 của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.